Đồng tiền hoa mai là vật phẩm được các thầy phong thủy và gia chủ săn đón. Bởi đây là loại tiền xu được tượng trưng cho phú quý, tài lộc và thịnh vượng. Vì vậy mà nhiều gia chủ còn thắc mắc về vấn đề đồng tiền hoa mai treo ở đâu. Dưới đây, nhà sàn sẽ chia sẻ một số vị trí quan trọng để treo tiền xu hoa mai mà gia chủ có thể tham khảo. Hai mặt đồng tiền hoa mai có gì đặc biệt? Đồng tiền hoa mai còn gọi là tiền xu hoa mai, được làm từ chất liệu đồng thau với hình dạng 5 cánh. Mỗi cánh sẽ đại diện cho ngũ hành phong thủy. Một mặt của đồng tiền sẽ khắc 5 chữ: trường, mệnh, thọ, phú, quý. Mặt còn lại của đồng xu sẽ khắc họa đỉnh tiền, con rơi, quả đào, con chim khách, con hươu, đều thể hiện lộc phúc, hoan hỷ, tài lộc, cát tường và hạnh phúc. Đồng tiền hoa mai treo ở đâu là đúng phong thủy? Trong phong thủy, đồng tiền hoa mai có thể sử dụng đặt ở nhiều vị trí khác nhau trong nhà. Tuy nhiên, để thu hút được tài lộc và thịnh vượng, gia chủ có thể sử dụng xu treo tại vị trí sau. 1. Bàn thờ thần tài, ông địa. Theo các chuyên gia phong thủy, treo đồng tiền hoa mai tại bàn thờ thần tài, ông địa giúp đem đến những điều may mắn và tốt lành. Vì đồng xu là biểu tượng của cát khí, vị trí này sẽ giúp thu hút được nguồn năng lượng của đất trời về, gia tăng vượng khí và giúp kích hoạt con đường tài vận cho các thành viên trong gia đình. 2. Treo đồng xu hoa mai trên bàn thờ gia tiên. Gia chủ cũng có thể treo đồng xu hoa mai trên bàn thờ gia tiên. Bởi theo phong thủy, việc làm này sẽ giúp gia đình nhận được sự chở che, bảo vệ từ gia tiên để thoát khỏi những khổ nạn trong cuộc sống. Đặt hoặc treo đồng xu trên bàn thờ tổ tiên còn giúp gia chủ nhận được may mắn và tài lộc trong mọi điều cuộc sống. 3. Trên két sắt. Đồng tiền hoa mai chứa đựng ý nghĩa về tài lộc, may mắn và thịnh vượng. Gia chủ treo đồng tiền hoa mai trên két sắt sẽ giúp giữ của cải, xua đuổi tà khí, giúp đem đến bình an và thu hút tài lộc cho gia chủ. Bùn treo trước cửa ra vào. Cửa ra vào là nơi rất dễ thu hút những điều may mắn nhưng cũng thu hút những tia năng lượng tiêu cực, gây thất thoát tiền tài và ảnh hưởng đến sức khỏe của cả gia đình. Việc treo đồng xu ở trước cửa ra vào sẽ giúp xua đuổi tà khí, chiêu dụ tài lộc, gia tăng cát khí và vượng khí cho nhà ở. 5. Treo tiền xu hoa mai trên xe hơi. Nhiều gia chủ cũng yêu thích treo tiền xu trên xe hơi của mình. Không chỉ là vật phẩm dùng để trang trí trông đẹp mắt, sang trọng mà còn giúp bảo vệ sự bình an cho gia chủ và đem đến nhiều may mắn trên mọi hành trình. Một số lưu ý khi treo đồng tiền hoa mai. Nên treo đồng xu hoa mai ở những nơi sáng sủa, không nên treo ở những nơi ẩm thấp, tối tăm. Cần giữ cho đồng tiền hoa mai luôn sạch sẽ, sáng bóng để phát huy tối đa công dụng. Hy vọng những thông tin trên sẽ giúp bạn lựa chọn được vị trí phù hợp để treo đồng tiền hoa mai, mang lại may mắn, tài lộc và thịnh vượng cho gia đình. Theo dõi kênh của Nhà sàn Tây Nguyên để có thêm những video bổ ích nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.